polyp đại trực tràng là một bệnh lý với biểu hiện có nhiều khối u bất thường xuất phát từ biểu mô hay lớp mô đệm của đại trực tràng nhô vào lòng đại trực tràng. Trên thế giới, các nghiên cứu cho thấy polyp đại trực tràng là bệnh khá thường gặp ở người trưởng thành với tỷ lệ mắc bệnh là 30-50%. Trong đó, 85% bệnh nhân bị đa polyp đại trực tràng sẽ phát triển thành ung thư nếu không điều trị kịp thời. Theo thống kê, ở Việt Nam có tới khoảng 50% người trên 60 tuổi mắc chứng bệnh này. Một số người có những triệu chứng như chảy máu từ hậu môn, táo bón hoặc tiêu chảy kéo dài hơn một tuần, trong phân có máu, đau bụng. Tuy vậy, cái bệnh nhân đa polyp đại trực tràng để mà có triệu chứng sớm thì thường nó cũng khá là mơ hồ và âm thầm. Nguyên nhân tạo polyp được biết là do đột biến gen làm phát triển tế bào không bình thường, tạo thành polyp, thậm chí dẫn tới ung thư đại trực tràng. Về các yếu tố nguy cơ gây bệnh thường liên quan tới các yếu tố tuổi tác, tuổi càng cao tỷ lệ gặp polyp càng lớn, nam gặp nhiều hơn nữ, hút thuốc và uống rượu nhiều, béo phì, bữa ăn giàu chất béo, lối sống ít hoạt động thể lực, có bệnh sử từng mắc các bệnh lý viêm đại trực tràng mãn tính. Để phòng ngừa polyp đại trực tràng, bạn nên ăn nhiều hơn các loại rau, quả và ngũ cốc, giảm lượng chất béo trong khẩu phần, không hút thuốc và hạn chế uống rượu, tăng cường tập luyện thể lực, giữ cân nặng ở mức hợp lý. Đặc biệt là với những người mà có tiền sử gia đình có polypo này chẳng hạn, hoặc là gia đình mà có những cái người đã có bị mắc ung thư đại trực tràng hoặc là đa polyp đấy thì nên đi khám kiểm tra định kỳ. Đa polyp đại trực tràng là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ung thư đại trực tràng, hãy đề phòng.